Rồi. Bây giờ đầu tiên là cái thằng gì? Cái thằng Squid K. Thằng Squid K ha. Mình sẽ ôn lại cái thằng Squid K. Thì thằng Squid K hôm bữa hôm bữa mình nói ha. Đó là cái gì các bạn? Đó là cái việc long. Ok. Rồi. Thì cái Squid K nó là cái gì? Đó là có nghĩa là cái nó sẽ mang cái gì? Một giá trị của cái biểu thức mà nó sẽ mang nhiều giá trị, đúng không? Thì cái Squid K nó sẽ là như này. Squid K ha. Squid rồi sau đó là mình sẽ có cái biểu thức ở trong này. Mình có cái biểu thức ở trong này ha. Và cuối cùng ở trong này nó sẽ có nhiều cái case ở trong này. Thì cái K này nó chính là gì? Giá trị của biểu thức này. Giá trị của thằng cái biểu thức này ha. Cái này là giá trị giá trị biểu thức. Đấy ha. Rồi thì mình sẽ có ví dụ như là nhiều cái biểu thức này nó sao? Nó sẽ có nhiều cái thằng gì? Cái thằng giá trị thì mình sao? Có nhiều cái thằng case. Mình sẽ có nhiều cái thằng case ha. Đây ví dụ như đây có là giá trị biểu thức, đây là kết quả 1 nè. Rồi mình có cái gì? Có là kết quả 2 đúng không? Kết quả 2 ở đây. Rồi mình sẽ có thêm nhiều cái nữa ha. Ví dụ như là mình có bao nhiêu cái case, bao nhiêu cái giá trị thì mình có bấy nhiêu cái gì? Bấy nhiêu cái giá trị biểu thức ở đây. Thì chúng ta cũng đã qua hết một số cái gì? Một số cái bài Squid K ha, Squid K mà mình đã làm rồi ha, nhất là cái bài mà các bạn có thể xem lại cái video lần trước. Đó là cái việc gì? Đó là cái ngày tháng năm ấy ha, cái ngày tháng năm ở trong một tháng ở trong một cái năm thì mình sẽ sử dụng cái Squid K để mình gì? Để mình làm điều kiện gì đó. Cái đó là Squid K. Và nó sẽ có một cái ở trong cái thằng Squid K nó sẽ có thêm một cái nữa, đó là default. Default. Thì cái thằng default này nó chính là cái gì bạn? Đó là có nghĩa là những cái giá trị á. Những cái giá trị mà ở trên cái thằng K này nè, mà nó sao nó không có thuộc những cái giá trị ở trên cái thằng K này thì nó sao nó sẽ làm ở dưới cái thằng default đây. Nó sẽ làm ở dưới cái thằng default này. Đấy, nó sẽ làm dưới thằng default này. Thì cái thằng default này là gì? Là nếu như mà những cái giá trị ở trên cái K này mà nó không có thì mình sẽ sao? Mình sẽ default ở dưới này. Nó sẽ làm ở trong cái default dưới này. Thì cái đó là thằng switch K. Đó là thằng switch K ha. Cái này là mình chỉ nói lại thôi ha. Còn cái bài này là mình đã học rồi. Đúng không? Rồi ok ha. Cái đó là switch K mình ôn cho các bạn biết thôi. Rồi thì ngày hôm nay á, mục đích chính của bài ngày hôm nay á, là cái về cái phần why với do why. Why với do why ha. Thì why với do why á, nó chính là một cái vòng lặp các bạn. Why nó cũng là một vòng lặp. Do why nó cũng là một vòng lặp. Thì cái vòng lặp đó nó sẽ có cái cú pháp như sau này. Đầu tiên là cái thằng why. Cái thằng why ha. Thì cái thằng why của nó có cú pháp như sau. Why. Điều kiện. Điều kiện ha. Cái này là điều kiện nè. Điều kiện. Rồi sau đó là cái gì các bạn? Sau đó là cái này là gì? Nếu như mà điều kiện ở trên thằng why này còn đúng thì sao? Nó sẽ thực hiện công việc ở đây. Thực hiện công việc ở đây. Thực hiện công việc ở đây. Đó là cái thằng why nha. Cái thứ hai mà mình học ngày hôm nay nó chính là do why. Do why. Thì do why nó là gì? Do why cái cú pháp nó là gì? Do. Do ha. Và gì? Why ở đây. Và ở đây nó cũng có cái điều kiện. Cái này nó cũng có điều kiện. Đấy. Nó cũng có điều kiện ở đây. Thì cái điều kiện ở đây nó là cái gì các bạn? Điều kiện ở đây nó cũng giống như cái thằng why ở trên vậy đó. Và sao? Nếu như mà điều kiện này còn đúng thì gì? Thì nó sẽ thực hiện ở đây. Thực hiện công việc ở đây. Thực hiện công việc ở đây. Rồi. Vậy thì cái thằng why này với cái thằng do why này á là nó khác nhau cái gì? Đúng không? Nó khác nhau cái gì thì nó mới 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 tạo ra hai cái vòng lặp như thế này chứ. Nó mới tạo ra hai cái vòng lặp như thế này chứ. Đấy, vậy thì thằng why này với cái thằng do why này á nó như thế này nè các bạn. Thằng why á nha, các bạn để ý ha, thằng why thì nó sao? Nó sẽ xét điều kiện trước, sau đó là gì? Nó mới thực hiện công việc ở đây. Xét điều kiện trước, sau đó thực hiện công việc ở đây. Có nghĩa là gì? Điều kiện nó đúng. Điều kiện nó đúng thì nó mới thực hiện công việc. Điều kiện nó đúng thì nó mới thực hiện công việc nha. Đó là thằng why. Thằng why ha. Thằng why nó thực hiện nó mục đích của thằng why nó gì? Nó là lập một cái công việc gì đó khi mà điều kiện này còn đúng. Thì có nghĩa là gì? Để mà nó thực hiện cái công việc ở dưới này thì sao? Nó phải check xem thử là điều kiện này nó đúng hay không đã. Đúng hay không đã thì nó gì? Nó mới thực hiện ở đây.
ha, nó mới thực hiện ở đây nha. Còn cái thằng do while các bạn, cái thằng do while có nghĩa là gì? Cái lần đầu tiên mà nó chạy cái thằng do while này nè thì sao? Nó đã thực hiện một lần công việc rồi. À, nó đã thực hiện một cái công việc gì đó rồi. Sau khi mà nó thực hiện xong thì nó sao? Nó mới kiểm tra điều kiện. Nếu như mà điều kiện này còn đúng thì sao? Thì nó mới thực hiện tiếp công việc ở đây. À, thực hiện tiếp công việc ở đây. À, đấy, các bạn sẽ thấy hai cái nha. Thằng while á, nó là gì? Kiểm tra điều kiện, ha, mới vô gặp nó một phát là gì? Kiểm tra điều kiện. Đúng thì sao? Thực hiện công việc. Đúng thì thực hiện công việc. À, đúng thì thực hiện công việc. À, còn cái thằng gì? Cái thằng do while này là sao? Nó thực hiện công việc lần đầu tiên trước. À, nó thực hiện công việc lần đầu tiên trước. Sau đó là gì? Nó kiểm tra điều kiện. Nếu như còn đúng thì nó thực hiện tiếp tục công việc. À, nó thực hiện tiếp tục công việc. À, các bạn phải phân biệt giữa thằng while với do while nha. Vậy thì mình sẽ rút ra được kinh nghiệm đó là gì? Đó là thằng while á các bạn, thằng while ha là sao? Nó sẽ thực hiện được tối thiểu không công việc. Đúng không? Tối thiểu không công việc, tại vì sao? Nó phải check cái điều kiện trước. Điều kiện nó sai thì sao? Nó không có làm, đúng không? Điều kiện nó sai thì nó không làm. À, còn điều kiện nó đúng thì nó mới làm. Thế nên là ở đây nó sao? Nó sẽ thực hiện được tối thiểu không công việc. Ha. À. Còn cái thằng do while này sao? Là nó sẽ thực hiện cái công việc đầu tiên trước. À, nó thực hiện một lần công việc trước. Sau đó là nó check điều kiện. Nếu như vậy, nếu như mà nó sao? Nó đúng thì nó thực hiện tiếp. Còn không thôi, còn không thì nó dừng. Nó không làm nữa. Thế nên là thằng do while này nó sao? Nó sẽ thực hiện được tối thiểu một công việc. À, thực hiện được tối thiểu một công việc. Nha nha. Đấy ha. Cái thằng while với thằng do while nó khác nhau như vậy nha các bạn nha. Nó vẫn là vòng lặp thôi, vòng lặp có vòng lặp thực hiện một công việc gì đó. À, thực hiện một công việc gì đó. À, đây ha, đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ ví dụ vô từng cái để cho các bạn hiểu rõ hơn về thằng while với thằng do while. Ha, à, rồi. Rồi, đầu tiên là mình ví dụ về thằng while. À, ví dụ về thằng while ha. Thì cái thằng while của mình á, mình sẽ ví dụ như thế này nè. À, mình ví dụ như thế này ha. Mình sẽ cho một cái thằng while. À. À, mình cho một cái thằng while ha. À, đầu tiên á, là mình cho một cái biến ha, một cái biến y trước đi. Một cái biến y bằng 1. À, một cái biến y bằng 1 nha. Và mình cái thực hiện cái vòng while này nè, mình sẽ có cái điều kiện là gì? Y nó bé hơn hoặc bằng 10. Ha, y nó bé hơn hoặc bằng 10. Nha nha, y nó bé hơn hoặc bằng 10 ha. Thì nếu như mà điều kiện nó còn đúng thì sao? Mình sẽ thực hiện công việc này. Mình sẽ in cái gì? Mình sẽ in cái thằng y ra. À, mình sẽ in cái thằng y ra ha. Đây, mình sẽ in thằng y ra. Đây, đấy, in thằng y ra. À, mình in thằng y ra. Và sau đó là gì? Mình sẽ cộng thằng y lên một lần. À, để gì? Để nó tăng y lên. À, để nó tăng y lên. Đấy, ha. Đấy, như thế này nè. Có nghĩa là gì? Đầu tiên là mình cho y nó bằng 1. À, rồi mình có điều kiện ở trong cái while này. Mình viết một cái thằng while. Nếu như mà thằng y này mà nó bé hơn hoặc bằng 10. À, giá trị của thằng y này nó bé hơn hoặc bằng 10. Thì sao? Mình sẽ in cái giá trị của y đó ra. Và đồng thời sau khi in xong thì gì? Mình sẽ tăng y lên 1. À, tăng y lên 1. Thì khi mà tăng y lên 1 này xong thì sao? Thì ngay lập tức là nó quay lên lại cái phòng while này. À, nó sao? Nó kiểm tra tiếp tục cái điều kiện này còn đúng hay không. Thì ngay lúc bây giờ thì y của này nó bằng bao nhiêu các bạn? Nó bằng 2. Đúng không? Nó bằng 2. Đây này các bạn ha. Đầu tiên á, là y nó bằng 1. Đúng không? Thì ở đây nó sẽ kiểm tra là gì? Một có thử là nó bé hơn bằng 10 không? Đấy, bé hơn bằng 10 không? Có đúng không? Có là true nè. À, nó true thì sao? Nó xuống đây nó thực hiện. Là nó in ra gì? Nó in ra số 1. À, nó in ra y nè, là in ra số 1. Sau đó là gì? Mình tăng y lên một đơn vị. Thì đây là y gì? Y bằng lúc này bằng bao nhiêu các bạn? Y bằng 2. Đúng không? Y cộng cộng mà. Y bằng 2. À, y bằng 2 ha. Y bằng 2. Sau đó là gì? Mình quay lên cái dòng này. À, mình quay lên cái dòng này. Thì sao? Thì nó sẽ so sánh tiếp với điều kiện này. Thì điều kiện này lúc bây giờ nó là gì? 2 nó có bé hơn bằng 10 không? Đúng không? Tại vì gì? Y nó bằng 2 rồi nè các bạn. Y nó bằng 2 rồi. À, thế nên ở đây nó sẽ là gì? 2 nó có bé hơn bằng 10 không? Có. Có đúng không? Có thì sao? Có thì nó xuống đây, nó thực hiện tiếp công việc đây. À, thì sao? Lúc này nó sẽ in ra được là thêm số 2 nữa. À, nó in ra được thêm số 2 nữa. Rồi tiếp tục là gì? Nó xuống như này, nó cộng lên một đơn vị nữa. Thì Y lúc này nó sẽ bằng 3. À, y bằng 3. Rồi nó quay lên vòng while nữa. À, quay lên vòng while nữa. Thì lúc này nó sẽ check điều kiện là gì? 3 bé hơn hoặc bằng 10 không? Đúng không? Y lúc này bằng 3 rồi. Đúng không? 3 bé hơn bằng 10 không? Đúng. Vẫn còn đúng không? Thì nó nhảy xuống này, nó làm công việc này.
thì công việc này là gì? Nó sẽ in ra là gì? In ra là số 3. À, nó in ra là số 3. Nha, nó in ra là số 3. Rồi sau đó là gì nữa? Nó xuống như này, nó tăng lên đúng không? Nó tăng lên là 4. À, nó tăng lên là 4 ha. Rồi xong gì? Nó quay lên này, nó lại kiểm tra tiếp. Đây, 4 có bé hơn bằng 10. Vẫn còn đúng thì gì? Nó xuống như này, nó tăng lên nữa. Ha, à, rồi sau đó là nó cứ lặp đi lặp lại ha. Đến lúc ha, chấm chấm chấm. Đến khi mà gì? Đến khi ở đây là bằng 8 này. Y của nó là bằng 8. Ha, y bằng 8 nha. Y bằng 8 ha. Thì nó xuống như này, y cộng cộng lên thì lúc này bằng 9. Ha, bằng 9 ha, bằng 9 thì sao? Nó chạy lên đây nó kiểm tra, ha, kiểm tra là gì? Y 9 nó có bé hơn bằng 10 không? Có. Có đúng không? Có thì sao? Nó xuống như này, nó làm công việc là gì? Nó in ra số 9. À, nó in ra số 9. À, rồi sao? Nó xuống như này, nó để bằng gì? Bằng 10. Đúng không? Cộng lên bằng 10. Nó chạy lên này, nó kiểm tra. À, 10 có bé hơn bằng 10 không? Có. Đúng. Thì sao? Nó xuống như này, ha. Nó xuống như này, nó in ra bao nhiêu? Số 10. Đúng không? Số 10 ha. Rồi nó xuống như này, nó y cộng lên thì lúc này là y bằng 11. Ha, y bằng 11 ha. Y bằng 11 thì nó chạy lên đây thì nó sẽ là gì? 11 nó có bé hơn bằng 10 không? Lúc này là gì? Ở đây nó sẽ là full. Ha, full thì sao? Full thì nó sẽ dừng vòng lặp. Ha, nó dừng vòng lặp này. Đấy, nó dừng cái vòng lặp này là nó sẽ sao? Kết thúc cái vòng lặp luôn. Đấy, vậy thì khi mà mình chạy như thế này ra thì sao? Thì giá trị của cái khi mà mình in ra nó chạy lên màn hình nó chính là gì? Từ 1 đến 10. Ha, từ 1 đến 10 ha. Đây mình chạy cho các bạn xem. Đây ha. Đấy, các bạn sẽ thấy đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. À, đấy. Ha. Rồi ok chưa các bạn? Ok không? Ok cái thằng Y này chưa các đã? Hả? Ok cái thằng Y này chưa? Ờ à, sao bảo? Ủa thầy, cái screen á thầy là Cái gì? Cái dòng mà screen á. Cái này hả? Đúng rồi. À, khi nào mình biết là có dấu vạ là sao y và khi nào biết không cần dấu vạ thầy. À ok. Cái thằng này nè. Nha. À. Khi mà các bạn in ra giá trị á, đây nè, à, đầu tiên nha, các bạn phải hiểu nha, các bạn phải hiểu là khi mà cái biến nha, mà nó có dấu và ở trước, à, có và ở trước nha, có và ở trước là có nghĩa là mình muốn lấy cái gì, mình muốn lấy địa chỉ của cái thằng đó. Còn nếu như mà nó không có dấu và á, thì nó là gì, lấy giá trị của thằng đó. À, lấy giá trị của thằng đó, nha. Thế nên là các bạn sẽ thấy ha, các bạn sẽ thấy nó có một cái trường hợp mà nó có dấu và ở đây nè. À, đến thời điểm hiện tại nha, đến thời điểm hiện tại có một cái trường hợp có dấu vàng ở đây ấy, là khi mình scan F đúng không scan F ví dụ như là phần trăm D rồi mình và y như thế này nè đúng không, thì tại sao mình lại có dấu vàng này? À, mình có dấu vàng này có nghĩa là như thế này nè, khi mà cái thằng nào mà nó có dấu vàng này nè có nghĩa là gì, nó muốn lấy địa chỉ của cái thằng này ở trong cái bộ nhớ của mình. À, lấy cái thằng này ở trong bộ nhớ của mình để việc gì, để mình gì, mình lưu giá trị vô cho thằng. À, mình lưu giá trị vô cho thằng này có nghĩa là gì, khi mà thằng này mà nó thay đổi á, thằng này thay đổi nha, ứng với cái thằng scanf này nha, có nghĩa là để mà gì, để mà mình lưu được một cái giá trị mà người dùng nhập vào cho cái biến y này nè, thì về gì mình phải tìm tới cái địa chỉ nhà thằng đó. À, mình phải tìm tới địa chỉ nhà thằng đó và sao mình gán giá trị vô cho thằng đó. À, mình gán giá trị vô thằng đó có nghĩa là gì, có nghĩa là cái thằng mà người dùng nhập vô á, là nó muốn gửi quà cho thằng này. À, muốn gửi quà cho các thằng y này nè, thì sao, mình phải biết địa chỉ nhà nó chứ đúng không, mình phải biết địa chỉ nhà nó để mình mới gửi quà được cho nó. Đấy, à, thì ở đây nó sẽ là dấu vàng. À, còn những cái trường hợp ví dụ như printf như thế này nè, à, printf như thế này mà sao mà nó y như thế này thôi á, có nghĩa là gì, có nghĩa là mình muốn là mình gì, mình chỉ in ra gì giá trị thôi, mình in ra giá trị thôi chứ mình không có cần phải lấy địa chỉ nhà nó, mình cũng không cần in ra địa chỉ nhà nó luôn. À, đấy, cái này là có gọi là giá trị, à, giá trị của cái thằng y. Còn cái thằng và y này á, là gì, là địa chỉ của cái thằng y này. À, địa chỉ ở trong bộ nhớ của thằng y này. À, hiểu không vợ, hiểu không bảo? Dạ hiểu rồi. Hiểu đúng không? Ok dạ. Ok rồi đúng không? Rồi okay. Rồi ok rồi, vậy thì cái thằng y này nè, bây giờ mình trở lại thằng y. Rồi các bạn đã hiểu về cái thằng y chưa, về cái bản chất của thằng y này chưa? À, các bạn đã hiểu về cái bản chất của thằng y này chưa? Có nghĩa thằng Y có nghĩa là gì? Mình sẽ kiểm tra điều kiện này trước. À, kiểm tra điều kiện này trước. Nếu như điều kiện này còn đúng
thì mình sẽ làm công việc ở dưới này nha, còn đúng thì mình sẽ làm công việc ở dưới này nha, đó là thằng why ha. Ok ha, rồi vậy thì bây giờ thằng do why đấy ha, bây giờ thằng do why ha, thằng do why ha. Rồi vậy thì cái thằng do why nó như thế nào, rồi thằng do why nó như thế này, mình cũng cho là cái y bằng một luôn ha, mình cũng cho y bằng một luôn. Rồi mình sẽ như thế này nè, mình thay vì là mình sử dụng cái thằng này ha, mình copy lại đi ha. Rồi nó sẽ như thế này, đây bỏ nha, mình là gì, do why đấy, mình do why ha, mình bắt cái thằng này ra luôn, rồi mình qua như thế này đấy, qua như thế này nha. Rồi cái này mình cũng là gì, y nó cũng bé hơn hoặc bằng 10 ha, y nó còn bé hơn bằng 10 đấy ha, đấy như vậy này, đấy như vậy này ha. Vậy thì cái thằng do why này nó khác gì với thằng why nha, khác gì thằng why, thì cái công việc mà nó chạy ở đây nó như sau này các bạn. Mới vô nó gặp thằng do why đúng không, thì nó sẽ thực hiện cái công việc này đầu tiên ha, thực hiện công việc này đầu tiên nha, ha, thực hiện cái công việc này đầu tiên. Rồi vậy thì khi mà thực hiện công việc này đầu tiên thì có phải là lúc này nó in ra là số 1 đúng không, nó in ra số 1 ha, sau đó là gì, y của nó sẽ tăng lên một đơn vị, thì lúc này y của nó bằng 2 ha, y của nó bằng 2 nha. Rồi sau đó là gì, nó xuống như này, nó chết điều kiện ha, xuống như này nó chết điều kiện ha, y có bé hơn bằng 10 không, có đúng không, 2 bé hơn hoặc bằng 10 có thì sao, nó quay lên đây nó làm tiếp, thì lúc này là nó in ra là gì, in ra y bằng 2. Rồi nó xuống như này có vậy ha, nó tăng lên 3, thì lúc này nó xuống như này nó chết 3, nó có bé hơn bằng 10 có thì sao, nó chạy lên này nó sao, nó in ra 3 ha, nó in ra 3 ha, nó in ra 3 ha. Rồi bên này nó bằng 4 nha, bằng 4 ha. Rồi cái này bằng 4 à, rồi sao nữa, rồi nó chạy lên đây đấy, nó cứ lặp đi lặp lại ha, lặp đi lặp lại ha, lặp đi lặp lại, nó chạy lên đây nó in ra 4, rồi sau đó là chấm 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 đến gì, đến khi mà thằng y này nó in ra được số 9 ha, nó in ra được số 9 nha, nó in ra được số 9 nha, thì sao, thì lên lúc này nó tăng lên 10 ha, thằng y này nó tăng lên 10, thì 10 nó có bé hơn bằng 10 không, có thì sao, nó chạy lên này in ra bao nhiêu, in ra bao nhiêu, 10 số 10 đúng không, nó in ra số 10 đúng không ha. Rồi nó xuống như này nó in ra là 11 ha, nó in ra 11 nha, nó in ra 11 nè. Rồi nó xuống như này sao, nó chết ha, nó chết ha, 11 nó có bé hơn bằng 10 không thì sao, nó dừng vòng lặp ha, nó dừng vòng lặp. Vậy thì ngay lúc này cái thằng do why của mình á, nó sao, nó sẽ in ra là cũng từ 1 đến 10 luôn, đây mình chạy cho các bạn xem. Đấy, nó cũng ra là từ 1 đến 10 luôn. À, rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ có cái ví dụ nào mà sao? Mà nó sao? Nó khác với cái thằng why với do why này. Đây, mình sẽ có một cái ví dụ như thế này nè. Bây giờ mình copy lại cái thằng why mới nãy ha. Bỏ lên đây nè. Đấy. Rồi, nó cũng rename như thế này. Các bạn sẽ thấy á, là nó sẽ có hai cái trường hợp này nè. À, cái trường hợp này với cái trường hợp ở trên á. Thằng why với thằng do why ở trên á. Nó sao? Nó cùng chung ra, in ra là một cái giá trị là gì? Từ 1 đến 10. Đúng không ha, từ 1 đến 10 đúng không, đây từ 1 đến 10 ha. Rồi bây giờ giả sử nha, giả sử ở đây này, ở đây nha các bạn, mình cho y của mình bắt đầu bằng 11 ha, y bắt đầu của mình bằng 11. Vậy mình đố các bạn nha, mình đố các bạn thì thằng y này nè, thằng y này nó sao, nó có hiển thị ra, nó có in ra trên màn hình kết quả nào hay không? Không. À, tại sao? Tại vì điều kiện nó sai. Điều kiện nó sai, đúng không? Đây ha, điều kiện lúc này là y bằng 11, nó có bé không bằng 10 không? Không, đúng không? Thì sao? Điều kiện này nó sai. Thế nên là gì? Nó sẽ không thực hiện cái vòng quay này. À, nó không thực hiện vòng quay này ha. Rồi đây, mình chạy cho các bạn xem ha, mình comment like cái thằng này lại nha. Rồi chạy cho các bạn xem. Đấy, các bạn không thấy là nó in gì hết nè. À, nó không in gì hết nha. Rồi vậy thì mình đố các bạn là cái thằng do why á, cái thằng do why này, thì đối với cái thằng này nè, thì nó có in ra được kết quả nào hay không? Đó. Cái là được hả? Được hả? À, rồi, được là nó in ra là kết quả bao nhiêu? 11 hả? 11 hả? Ok, tại vì sao? Tại vì sao nè? Tại vì là nó làm trước khi nó xét điều kiện. Ờ, đúng rồi ha, có nghĩa là nó sẽ làm trước khi nó xét điều kiện ha, thế nên nó là thực hiện công việc trước
Đúng ha, có nghĩa là nó thực hiện công việc trước. Thế nên là gì? Ngay vô đây là sao? Nó sẽ thực hiện công việc này đầu tiên. À, sau đó là gì? Nó mới thực hiện xong công việc thì sao? Nó mới check điều kiện ở đây. À, thế nên là đây khi mà mình chạy lên. Đấy, các bạn sẽ thấy là gì? Nó sẽ in ra được số 11. À, đấy, nó được in ra số 11 như ở đây nè các bạn. Đấy, ok không các bạn? Ok không? Đấy, các bạn chỉ còn là các bạn sao? Các bạn chỉ còn là gì? Các bạn chỉ còn là biết được cho mình ha, biết được cho mình là sao? Cái thằng Y với thằng Đu Y nó khác nhau cái gì không? Là ok. Ha, ok ha. Ok chưa? Ok chưa? Ok rồi. Thì khi nào dùng Y, khi nào dùng Đu Y thầy? À, khi nào dùng Y, khi nào dùng Đu Y đúng không? Thì nó sẽ ứng vô cái tính chất của nó ha, ứng vô cái tính chất của nó. Đây, ví dụ như là khi mà các bạn muốn thực hiện một cái công việc nào đó trước đầu tiên, sau đó các bạn muốn kiểm tra điều kiện thì các bạn sử dụng Y. À, còn khi nào mà các bạn muốn check điều kiện luôn á thì sao? Các bạn sử dụng Y thôi. Đó, có nghĩa là tùy theo cái công việc của mình. Ha, à, tùy theo cái công việc của mình. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là người dùng kêu là nhập N. Ha, à, người dùng nhập N. Rồi sau đó là gì? Mình muốn in ra, ha, à, mình muốn in ra là gì? Từ 1 đến N. Ha, à, người dùng nhập N muốn in ra từ 1 đến N thì các bạn sao? Các bạn có thể sử dụng cái thằng nào cũng được. Sử dụng thằng nào cũng được hết. Ha, à, còn ví dụ như nó kêu là gì? Nếu như mà nhập N vào mà N nó bé hơn 0 thì cho người dùng nhập lại. Nha, à, nếu như mà nhập N vào nha. Nhập N mà N mà nó người dùng nhập á mà nó bé hơn 0 thì bắt người dùng nhập lại. Ha, à, nó chỉ chấp nhận là lớn hơn 0 thôi. Vậy thì ở đây nó sao? Ở đây thì mình phải bắt buộc mình phải sử dụng là Do While. Tại vì sao? Tại vì mình phải cho nó thực hiện công việc trước đã, mình mới biết được là gì? Biết được là nó âm hay là không. Nha, à, nó âm hay là không. Còn cái thằng Y này sao? Mới vô một phát thì đâu có thực hiện công việc gì đâu, sao nó biết được là âm hay không mà gì? Nó bắt người dùng gặp lại. Đúng không? Đấy ha, có nghĩa là gì? Tùy theo công việc. Nha, à, tùy theo cái chức năng của mình. Nó chỉ có một số cái chức năng thôi, một số cái chức năng mà nó sử dụng cái Do While này thôi. À, ví dụ như là gì? Ví dụ như là nhập nè. À, nhập một cái gì đó, à, hoặc là mình xét một cái gì đó thì mình sao? Mình phải cho người dùng nhập trước, phải có cái giá trị trước rồi mình mới kiểm tra được thì mình sẽ sử dụng Do While. Còn lại á thì sao? Người ta sẽ ưa sử dụng gì? While. Với lại gì? Một cái vòng vọc nữa là vòng for, à, mà bữa sau chúng ta học. À, mà bữa sau chúng ta học ấy. À, đấy ha. À, thế nên là tùy theo cái tính chất của mình. À, tùy theo cái bài của mình nha. Yeah. Nha. Yeah. Rồi, vậy thì để mà các bạn hiểu rõ hơn ha, hiểu rõ hơn cái đống này á thì mình sẽ có một số các bài tập. À, mình sau sẽ có một số các bài tập để cho các bạn hiểu rõ hơn cái đống này. À, rồi, vậy thì cái bài tập đầu tiên mình sẽ làm mẫu ha. Bài tập đầu tiên đây. Đây, bài tập đầu tiên nha. Rồi, thì cái bài tập đầu tiên của mình đó là cái gì? À, đây, thôi, mình gán cho các bạn. Đây, dán cho các bạn để các bạn xem ha. Rồi, đây, đấy, cái bài tập đầu tiên này. Mình sẽ là gì? Mình viết chương trình ha. Yêu cầu người dùng nhập vào một số nằm trong khoảng từ 1 đến 100. Đấy ha. À, nếu người dùng nhập số khác á, thì yêu cầu nhập lại. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cho người dùng nhập từ 1 đến 100 thôi. Còn nếu như mà không phải ở trong cái khoảng từ 1 đến 100 á, thì bắt người dùng nhập lại. À, thì bắt người dùng nhập lại. Đấy ha. Vậy thì nó như thế nào nè? Cái này là mình phải biết gì? Mình phải biết giá trị của người ta trước. Ha, sau đó là gì? Mình mới xem thử là nó có nằm ở trong khoảng 1 đến 100 hay không. Đúng không? Phải cho người dùng nhập trước đó. Đúng không? Phải cho người dùng nhập trước. Sau đó là mới biết được là nó từ 1 đến 100 hay không. Thế nên là ở đây mình phải sử dụng là cái gì các bạn? Mình phải dùng là Do While. Đúng không? Có nghĩa là gì? Mình phải cho người dùng nhập trước đã. Rồi mình mới kiểm tra được. Đúng không? À, đây ha. Mình sẽ là gì? Nhập N từ 1 đến 100 ha. À, đấy. Sai thì nhập lại. Đấy ha. Sai thì nhập lại. Rồi. Vậy thì cái bài này mình sẽ làm như thế nào? À, mình sẽ làm như thế nào này? Rồi, vậy thì cái bài này mình sẽ làm như thế này nè các bạn. Đây ha. Ở đây mình sẽ cho một cái là in N. Có nghĩa là gì? Một cái biến N mà lưu giá trị của người dùng nhập. À, một cái biến N mà lưu giá trị của người dùng nhập. À, rồi, ok. Rồi, sau đó là mình làm gì? Mình sẽ cho gì? Cho người dùng nhập vô trước, đúng không? Nhưng mà ở đây mình sẽ có cái khoảng, đúng không? Khoảng từ 1 đến 100. Nếu như mình nhập sai nhập lại, thì ở đây mình sẽ sử dụng Do While. À, Do While ha. Do while nha, do while ha. Có nghĩa là gì? Mình phải cho người dùng nhập N ở trong cái thằng do này trước. Sau đó là gì? Mình kiểm tra cái N đó nó có thuộc
khoảng hay là không, đúng không ha? Thuộc khoảng hay là không ha? Đây, vậy thì ở đây từ 1 đến 100 các bạn phải gì? Các bạn phải suy luận ra nha. Từ 1 đến 100 có nghĩa là gì? Có nghĩa là có phải là cái thằng N của mình á, nó nằm gì? Nó nằm kiểu dày đúng không? Đây, nó nằm kiểu như thế này. Đúng các bạn. Đúng không? Từ 1 đến 100 là khoảng từ 1 đến 100. À, khoảng từ 1 đến 100 nè. Vậy thì gì? Vậy thì nếu như mà nó như thế này là có nghĩa là nó nằm đúng đúng không? Vậy thì trường hợp nào mà sao mình phải cần nhập lại thì có nghĩa là gì? Nó ngược với cái điều kiện này. Đúng không ha? Nó ngược với điều kiện này thì ngược với điều kiện này á là nó là cái gì các bạn? Nó là cái gì? Thứ nhất là cái gì? Thứ nhất là cái N của mình á nó sao? Nó phải là bé hơn bao nhiêu các bạn? Bé hơn gì? 1. Bé hơn 1. Ok, rồi bé hơn 1 ha. Cái điều kiện là nó bé hơn 1 có nghĩa là gì? Nằm ở trong cái khoảng gì? Đây nè, đây. Mình vẽ theo toán đây là các bạn sẽ biết. Đây, mình sẽ có một cái đồ dây, một cái đoạn dây đúng không? Ha, đây có đoạn dây như thế này. Đấy. Rồi số 1 là ở đây, rồi số 100 ở đây, đúng không? Thì cái khoảng cho phép của nó là trong cái khoảng này. Đúng không? Ha, khoảng cho phép của nó là trong khoảng này. Vậy là cái khoảng mà người dùng mà nhập mà sao nó không có phải trong khoảng này là khoảng nào? Khoảng này đúng không? Và cái khoảng nào? Và khoảng này. Đúng chưa? Vậy thì cái khoảng này nó là cái gì? Nó là có phải là N của mình nó sao? Nó bé hơn 1 không? Đúng không? Cái khoảng này nè. Cái khoảng này là N bé hơn 1. Còn cái khoảng này là khoảng nó sao? N nó sao? Lớn hơn 100 đúng không? Đúng không các bạn? Đúng không? Đấy. Còn cái khoảng này là ok này ha. Cái khoảng ở dưới này là khoảng ok. Vậy thì gì? Trường hợp mà để cho nó nhập lại có nghĩa là N bé hơn 1 hoặc là gì? Hoặc là N lớn hơn 100. Ha. Hoặc là N lớn hơn 100. Ha. Đây. Bé hơn 1 hoặc là gì? Hoặc là N lớn hơn 100. Nha ha, đấy, hoặc là N lớn 100 nha. Vậy thì ở đây cái điều kiện ở đây nó chính là gì? N của mình ha, N của mình sao? Nó bé hơn 1 nha. Và gì? Hoặc cái gì các bạn? Hoặc là N nó lớn hơn 100 thì sẽ gì? Sẽ cho gì? Sẽ cho người dùng làm lại công việc ở trong đúng. Đúng không? Sẽ cho người dùng làm lại công việc ở trong đúng. Đúng không? Vậy thì ở công việc ở trong đúng lá là gì? In ra ha, nhập N ấy ha, công việc của trong đu của này đấy nhập N. Đây, phần trăm D rồi gì? Và N. Đấy, ha, và N đây này. Đấy, đây là cái công việc ha, công việc ở trong cái thằng đu quay của mình. Ha, đây mình chạy cho các bạn xem. Rồi, nó kêu nhập N đúng không? Mà nhập trừ 1, enter một phát. Đấy, nó kêu gì? Nhập lại đúng không? Tại vì sao nó sai? Nó sai đúng không? Rồi mình nhập gì? 115 enter một phát. Vẫn sai luôn đúng không? Tại vì gì? Nó nằm ở trong khoảng từ 1 đến 100 mà. À, đây mình nhập là gì? 68 enter ha. Đấy, đúng thì sao? Nó dừng lại. Ha, kết thúc. Đấy ha, nó kết thúc. Đấy ha, cái đó là cái thằng đủ quà như thế này. Hoặc là các bạn muốn hoa lá hẹ hơn đúng không? Hoa lá hẹ hơn là kêu là mày nhập sai rồi, nhập lại đi đúng không? Thì mình sao? Mình chỉ cần sử dụng một cái if ở trong này thôi các bạn. Ở trong cái thằng đủ quà này. If. If cái gì? If cũng là cái điều kiện này luôn các bạn. Đấy ha, if cũng là điều kiện này luôn này. Có nghĩa là gì? Nó thuộc cái điều kiện này thì sao? Mình sẽ in ra thêm một câu nữa nha, mình in ra thêm một câu nữa là gì? Mày nhập sai rồi ha, nhập sai rồi. Đấy ha. Rồi, nhập lại đi ha, nhập lại đi. Không tao quánh. Đấy ha, đấy, không tao quánh. Đấy, vậy đó. Đấy ha. Đấy mình sẽ thêm một cái if này nữa để mình hóa lấy hệ hơn là kêu là mày nhập sai rồi, mày phải nhập lại đi, nếu không là tao đánh á, ha. Đấy, thì khi mà mình chạy ra, ha, mình chạy này, mình nhập là gì, trừ 1 đúng không, enter phát, kêu là mày nhập sai rồi đúng không, nhập lại đi không tao đánh, đấy, nó cho mình nhập lại, ha, mình nhập sai nữa, đấy, nó vẫn nói lại vậy, ha, nó vẫn nói lại vậy ha, còn khi là sao, mình nhập đúng đi, nhập đúng, sao, nó sẽ dừng, ha, nó sẽ dừng, đấy ha, đó là cái thằng mà bài đầu tiên ha, cái bài đầu tiên của mình nó như vậy này. Ha, bài đầu tiên của mình nó như vậy thôi. Đấy, đơn giản vậy. Ha. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ qua bài thứ hai. Đấy, mình bài thứ hai ha, bài thứ hai này. Bài thứ hai ha. Rồi, mình đã demo một bài rồi. Ha, mình đã demo một bài rồi đúng không? Bây giờ là bắt đầu là bài thứ hai là các bạn bắt đầu làm chứ. Đúng không ha? Bài thứ hai các bạn bắt đầu làm nha.
Rồi ok.